như vậy thì quý vị Phật tử là hỏi là có bao nhiêu các cái loại dục mà để mà chúng ta có thể loại trừ mà mình tiến lên cảnh giới của sắc giới. Thì sáng hôm nay chúng ta chia sẻ về cái phần này để quý vị nhìn rõ hơn quý vị với cái phần đề tài là sự nguy hiểm của dục. Như vậy thì thầy sẽ nói rõ hơn về cái phần này, về cái phần gọi là dục giới, nhưng mà không có nói tới cảnh dục giới. 11 cảnh dục giới thì chúng ta đã nói rồi, nhưng mà chúng ta đang nói tới cái phân tích của con người, tức là các cái sự nguy hiểm của dục mà đối với con người. Tại vì khi mà chúng ta muốn lên cái thiền đáo đại á, tức là tâm sắc giới á, thì là có cái tâm đáo đại, tức là ở tâm thiền và tâm định, thì lúc đó chúng ta có một cái động tác gọi động tác ly dục, ly ác bất thiện pháp, chứng chú tình thiền thứ nhất, một cảm giác hỷ lạc do ly dục sanh. Cho nên đó là mình phải hiểu rõ về các cái dục mà sự nguy hiểm của dục, thì lúc đó mình mới có thể là lên tới thiền cảnh giới của sắc giới. Chứ không phải là ai tọa thiền sắc giới đều đắc sắc giới hết đâu, mà mình trong tâm mình á phải hiểu rõ về dục, là sự diễn ly nó, sự nguy hiểm của nó và cái sự đoạn diệt của nó. Chứ còn nếu bằng không thì chúng ta khó lòng mà đoạn diệt được nó. Như vậy thì theo cái góc nhìn của nhà Phật á, thì gốc của dục mà nó sẽ thỏa mãn qua cái dòng cảm thọ, tức là dục nè, rồi là cảm thọ lạc nè, quý vị, tức là dục, cảm thọ lạc, tham, nó đi với ba cái tâm và tâm sở ở trong tâm của mình đó, nó có ba cái đó để làm cho thỏa mãn dục đó. Thứ nhất là dục, thứ hai là tham, thứ ba là cảm thọ lạc. Thì ba cái này nó trở thành cái tâm giác, nó trở thành về cái cặp ba phạm trù, tức là nó có dục, có tham và có thọ lạc, ba cái này. Quý vị biết là ba cái này nó đều làm cho mình khổ hết. Còn nó thể hiện ra trong cuộc đời là cái gì chút xíu chúng ta sẽ là phân tích về nó thể hiện trong cuộc đời. Còn đây là mình phải hiểu căn cơ nó xuất phát từ trong tâm. Bây giờ ví dụ như cái thân mình thực hiện dục, hoặc con mắt mình thực hiện dục, lỗ tai mình thực hiện dục, nhưng bên đó tất cả đều phục vụ cho tâm hết, tức là tâm dục, tâm tham và tâm cảm thọ lạc. Tâm dục, tâm tham và tâm cảm thọ lạc, ba cái loại tâm này nó khống chế và nó quyết định về tất cả cái gì dục. Tức là nhớ là quý vị nói là dục nè, tham, cảm thọ lạc, ba cái này nó không có tách rời nhau. Ví dụ như chúng ta sanh ra ở cõi dục, cõi dục tức là cõi nó đang thỏa mãn về ba cái này nè, là cõi dục. Mà cái gì làm thỏa mãn, tức là cảnh để làm thỏa mãn ba cái loại tâm này, tâm thứ nhất là tâm dục, tâm hai là tâm tham, thứ ba là tâm cảm thọ lạc, thì cảnh nó sẽ làm thỏa mãn. Vậy thì cái cảnh làm thỏa mãn ba tâm này đó là cảnh giới của dục đó. Cho nên mình sanh ra là sanh ra cảnh giới của dục, nhưng mà dục á thì nó có ba tâm này, mà ba tâm này thì lại làm ta sung sướng. Vậy thì sung sướng trong cõi dục bằng cái nó thỏa dục. Ví dụ như ở trong cái thế gian này mà nếu chúng ta muốn cái gì được cái đó thì còn gì bằng. Nếu là chúng ta tham đắm cái gì mà được cái đó thì còn gì bằng. Nếu chúng ta muốn thỏa mãn cảm thọ lạc thì luôn luôn lúc nào cũng có cảm thọ lạc làm ta thỏa mãn thì có gì bằng. Có gì khi cái vui ở trong thế gian này là chúng ta thỏa mãn ba thứ đó đó. Thỏa mãn thứ nhất là thỏa mãn tâm dục, thứ hai là thỏa mãn cái tâm tham, thứ ba là chúng ta thỏa mãn cái dòng cảm thọ lạc. Có ba cái này làm chúng ta thỏa mãn trong đời. Cho nên người ta sống cũng sống vì ba này nè, người ta là tồn tại cũng tồn tại vì ba này nè. Mỗi khi mà ba cái này nó không có tồn tại cái gì hết nữa là người ta chán sống dữ lắm. Mọi người là chán sống á thì họ mất đi cái nhựa sống là không muốn sống nữa. Nhưng mà đối với người tu, họ thấy nguy hiểm ba cái này, họ rời ba cái này thì họ trở thành người tu rất tốt. Có nghĩa là cái người tu tập á, họ thấy sự nguy hiểm của ba cái này, nguy hiểm của dục, nguy hiểm của tham,
và nguy hiểm với cảm thọ lạc. Nguy hiểm nghĩa là gì? Nó sẽ làm cho mình khổ đó, thì đó gọi là nguy hiểm. Nó sẽ làm cho mình khổ. Ý hồi nãy mình nói là ba này làm cho mình sung sướng lắm mà, giờ tại sao lại nói là ba này làm cho mình khổ? À, quý vị, sung sướng á thì nó có một chút mà khổ lâu dài. Có nghĩa là ba này nó làm cho mình sướng có một chút mà khổ dài lâu. Cho nên vì nó làm cho mình sướng một chút mà khổ dài lâu, nên cái người trí á, họ đong đếm cân đo, họ so sánh. Ví dụ như á, mình sướng có 5 giây á mà khổ nguyên đời, mình sướng có 1 đời á mà khổ 1000 đời. Như vậy thì người trí tuệ họ chọn cái nào? Ví dụ như á, mình sướng có 1 giây mà khổ nguyên đời, hoặc sướng 1 đời mà họ khổ 1000 đời, thì một người trí là họ so sánh, đong đếm cân đo, coi cái nào mà tốt hơn là họ chọn. Do đó mà họ chọn cái á, là sướng dài lâu, tức là hạnh phúc dài lâu, bền chắc, chứ họ không có hưởng cái hạnh phúc mong manh mà nó chỉ thoáng qua trong giây lát, mà họ mới chọn đó. Thì người trí tuệ mới nhìn thấy, tại vì người trí tuệ là họ nhìn xuyên suốt của quá khứ, hiện tại, vị lai. Còn người không có trí tuệ họ nhìn thiển cận, tức là nhìn trước mắt mình, có nghĩa là trước mắt mình, miễn sao có lợi thì làm, chẳng màng bị nhốt, bị giam, bị cầm. Tức là người mà không có trí tuệ á, họ thấy gì lợi trước mắt họ làm liền, lợi trước mắt họ làm liền nhằm khi chúng ta mướn đi ăn cướp thì họ không đi ăn cướp nữa, tại vì sau khi ăn cướp nó cho họ 5-7 cây vàng đó. Nhưng mà sau đó nữa thì sao? Sau khi cái người ta cho 5-7 cây vàng á, còn cái mạng này để mà xài 5-7 cây không, hay là bắt ở tù, hay là bị tử hình, dần dần còn mạng này nữa không? Họ không nhìn thấy cái tương lai. Có nghĩa là họ không nhìn thấy quá khứ, họ không nhìn thấy tương lai, tức là họ không nhìn thấy nhân quả nghiệp báo. Và họ cũng không nhìn thấy được á, là cái sự vận hành của Pháp ở trong vũ trụ này. Cho nên họ mới làm cái việc đó. Cho nên á, cái người mà thấy quá khứ, hiện tại, tương lai á, thì người đó thấy nhân quả ba đời. Mà người thấy nhân quả ba đời á, là người đó phải có tuệ tri về Pháp. Mà muốn có tuệ tri về Pháp á, người đó phải học Pháp và người đó có căn tu. Căn tu tức là nhiều đời nhiều kiếp họ có tu, có học Pháp, có nghĩa là người đó họ cố gắng, họ muốn học nhiều hơn về giáo pháp của nhà Phật. Cho nên đó quý vị là thấy á, là cái vui ở trong thế vui có chút xíu rồi nó hết. Nhưng mà cái hậu quả của nó để lại nó có rất là nhiều. Hậu quả có vui là cái khổ. Cho nên chứ không phải là vui hết thôi, nó không có khổ hết thì vui đi chứ mắc gì mà từ chối. Quý vị, vui chút xíu thôi, rồi nó không có để lại hậu quả gì hết. Thì chúng ta cứ vui đi, chứ mắc gì từ chối. Nhưng mà vui á, có một, mà nó để lại buồn 2-3, thì người trí người ta mới so sánh, người ta không chọn cái đó. Mà người ta chọn cái nào cho nó bền, nó chắc, nó dài, nó lâu. Cho nên ta học ở trong kinh đó, ta thấy là ba cái loại mà con người mình vướng phải đó, là ba cái loại dục. Nếu mà mình vui trong ba loại dục đó đó quý vị, thì là mình khổ triền miên dữ lắm. Và tại sao con người lại khổ? Là vì ba cái loại dục đó đó, nên con người khổ. Cho nên Đức Phật nói trong phần tập đế, tức là tập là quân tập á, tập á là tập hợp á, tập là nguyên nhân á, có nghĩa là nguyên nhân của đau khổ. Trong kinh Tứ Diệu Đế đó là khổ, là tập, là diệt, là đạo. Như vậy thì khổ đế là Đức Phật chỉ cho chúng ta thấy thực tại của thế gian này là khổ. Tập đế là Đức Phật chỉ cho chúng ta thấy là nguyên nhân nào mà người ta khổ. Thì ở trong đó nguyên nhân khổ là do thỏa mãn dục, thỏa mãn tham và thỏa mãn cảm thọ lạc. Ba cái này là gốc của gốc tất cả các vấn đề ở trong tâm. Nếu mà giải quyết được tham, giải quyết được dục, giải quyết được cảm thọ lạc thì là người đó sẽ hết khổ. Như vậy khổ á, là cái nguyên nhân xuất phát từ đó. Nhưng mà hình tướng của nó lại là vui. Ví dụ như dục mình ham muốn cái gì, cái là nó thỏa mãn cái đó là vui rồi. Mình tham cứ là mình muốn có cái để thỏa mãn mà có luôn. Bây giờ cái đó làm cho mình vui phải không? Bây giờ mình muốn có cái đó nhiều thì đó gọi là tham đó. Ví dụ như tiền làm cho mình vui phải không? Thì mình muốn người ta cho mình rất là nhiều tiền. Tiền. Vàng làm cho mình vui phải không? Thì muốn cho người ta rất là nhiều vàng. Muốn chức vụ làm cho mình vui phải không? Thì người ta lên chức mình hoài. Muốn tài sản làm cho mình vui phải không? Thì người ta tặng tài sản mình hoài. Thì cái đó là làm cho mình vui. Có nghĩa là
cái làm cho mình vui là cái để mà thỏa mãn cái mình thích, thỏa mãn cái mình tham, thỏa mãn cái mình thọ lạc. Như vậy thì người ta muốn làm cho mình vui thì người ta thỏa mãn mấy cái này thôi. Cho nên muốn làm vui lòng người khác á, thì căn cứ vào độ hài lòng của người đó. Mà cái độ hài lòng á, thì phụ thuộc vào ba này nữa. Phụ thuộc vào dục của họ, phụ thuộc vào tham của họ và phụ thuộc vào thọ lạc của họ, thì họ mới hài lòng. Còn mình muốn làm cho hài lòng của họ mà theo ý mình thì họ không hài lòng được. Cho nên á, ông Dale Carnegie á, ở trong quyển đắc nhân tâm tức là làm hài lòng người chứ gì đâu. Đắc nhân tâm là được lòng người, đúng không? Đắc là được, cái chữ đắc tiếng Hán là được. Nhân tâm là lòng người. Vậy thì mình dịch ra tiếng Việt á, đắc nhân tâm là được lòng người, là người hài lòng. Mình dịch ra là người hài lòng. Vậy thì muốn cho người hài lòng á, thì ông Dale Carnegie ông nói rằng á, là quý vị á, đi câu cá, quý vị lấy cái gì để câu? Thì người ta trả lời là lấy mồi để câu. Ví dụ như ở Việt Nam nè, mồi là cái con trùng á, ở dưới đất á, ta lấy con trùng ta móc vào lưỡi câu để ta câu con cá, thì con cá rất là thích, nhất là cá trê, cá lóc, cá rô, cá gì cũng thích con trùng chứ á. Bỏ con trùng xuống ta nó có mùi tanh, mà cái chính cái mùi tanh đó là nó thu hút cá lại và nó mềm, hình như là nó ngon hay sao đó. Đối với con cá, cái mồi của nó, mồi tức là thức ăn của các con cá nó ngon. Cho nên á, là ông ta lấy con trùng để ta câu con cá. Là tại sao lấy trùng câu cá? Là tại vì con trùng con cá nó thích. Mình là con người, mình thích cái gì? Con người mình thích cơm. Vì mình lấy cái cục cơm móc vô cái lưỡi câu, mình câu con cá nó không ăn, nó không có mùi tanh. Nhưng mà tại sao á, con người mình thích vàng, chúng ta lấy cây vàng ta cột vô lưỡi câu, chúng ta xuống ta câu, con cá lắc đầu nó không ăn. Như vậy thì cái mình thích là không phải cái con cá thích. Cái con cá thích là cái chưa chắc mình đã thích. Ví dụ con trùng cái người ta sợ muốn chết luôn, bắt trùng thảy vô mình cái người ta ớn, nó ghê, nó nhớt nhợt, hà thấy ghê lắm. Nên người ta gồm, ta nhóm gớm lắm ăn trùng. Vậy mà người ta lấy người ta câu con cá. Vậy thì muốn câu con cá là muốn được con cá, thì là cái mà con cá nó thích. Vậy lấy cái đó thì nó mới sập bẫy thôi. Cho nên đó là chúng ta được lòng ai á, thì mình phải làm vừa lòng người đó thì mới được lòng người đó. Mà muốn làm vừa lòng người đó thì mình nghiên cứu coi họ thích cái gì, họ tham cái gì và họ thọa lạc, tức là họ sướng bởi cái gì, tức là họ thỏa mãn bởi cái gì. Tức là thứ nhất là họ thích là dục. Thứ hai là họ tham là cái họ muốn có. Cái thứ ba là họ là sung sướng, có nghĩa là họ là enjoy á, có nghĩa là họ muốn thỏa mãn cái đó đó, tức là họ hưởng thụ á. Đúng rồi, đúng, họ hưởng thụ đó là họ hưởng thụ cái gì. Thì lúc đó chúng ta cho họ cái đó là tự nhiên á, là họ thích tự nhiên á, là được lòng họ, họ hài lòng. Bây giờ họ thích vàng mà mình cho đem củi cho họ nấu cơm, vậy họ hài lòng không? Họ thích ăn hủ tiếu á, mà đem phở, họ hài lòng không? Họ thích kim cương mà đem nhẫn cỏ là tặng, họ hài lòng không? Nó nhỏ nhỏ thôi. Cái ngày lễ 21 mấy ông nhỏ nhỏ nhỏ, ông nào nói lấy bó bông, bó bông, bó bông, bó bông, bó bông, bó bông lại, chính tay thầy nghe luôn nè. Vậy đó, thầy còn nhỏ lắm. Thì thầy với cô á, là dạy lớp 6 cấp 2 thôi. Mà hai người á, thì ở xa tới đó, nên ở cái căn nhà nó khiêm tốn lắm. Rồi lương móc từng đồng từng cắt vậy đó. Mà hai chồng có đứa con mà lương không có đủ mà để xây sở gia đình, gạo, muối, cơm, nước vậy đó, là hai chồng cái vị thầy giáo đó đó. Thì bữa đó 20 tháng 11, nạnh em nào cũng trời ơi, hoa nào là hoa hồng, hoa cúc, hoa gì lại bó là tặng thầy, mà để đầy nhà luôn đó. Rồi cái bà cô là vợ của thầy đó, bà bực. Khi mà em về hết là thầy mới nghe nói, tại cũng thầy cũng hay lui tới đó. Bởi là bông đâu có ăn được đâu. Nói bông đâu ăn được. Thì nhớ tới giờ luôn. Nói bông đâu có ăn được đâu. Tức là mình không có tâm lý. Thay vì á quý vị, mình gom lại nhau á, cái lớp á, lớp học á, phải có cái người thủ lĩnh, người lớp trưởng gom lại nhau. Ví dụ như người này mua bông á, là mua 20 ngàn bó đi. Thì ví dụ như lớp mình 50 em,
thì gom lại được 1 triệu đồng, mua 1 bó thôi, 1 bó 40 ngàn gì đó, còn nhiêu á mình mua vật dụng trong gia đình cũng được, hay làm cho tiền cũng được, hay là mua vật dụng, mua dầu áo nước tướng, rồi lúc đó mua thùng mì nha, mua 10 kg gạo nha, rồi mua dầu ăn, mua nước tương, mua gì đó kèm vô cái bịch bông cái đó thì ngon không. Quý vị còn vô nguyên 1 triệu bạc đi mua bông chân là tặng đầy nhà chân, mà trong lúc nhà người ta rất là khó khăn quý vị. Thì dĩ nhiên ông thầy giáo thì rất là cảm ơn, còn xúc động là mấy em là nhớ tới ngày 20 tháng 1 là tri ân. Nhưng mà quý vị cũng trong lòng chắc cũng héo queo, tại vì nhà nó khó khăn cực kỳ, con cái không đủ lương, mà vậy mình phải tâm lý ở đó mới được, cái đó là cái tâm lý á. Cho nên đó là mình mua bông á, là mua 1 bó thôi, đại diện chung để tên đó là lớp mấy nó tặng bông ở đây này, rồi có quà, có bao thơ nữa, nó vui biết mấy. Mà cũng có nhiều tiền đó, đâu có thiện, kêu mấy em nhiều tiền hơn đâu. Ví dụ cha mẹ cho ăn em 20 ngàn để mà hùng dương làm ngày 20 tháng 11, ví dụ vậy đó, thì mình cũng cái thủ lĩnh của lớp đó, lớp trưởng đó, lấy nhiêu đó thôi chứ đừng lấy hơn của người ta. Thì cái đó cũng là cha mẹ người ta cũng đã có cái dự trù đó rồi, hay không? Nhưng mà cái độ hài lòng nó khác nhau à. Nhìn cái người có trí á, họ cũng bao nhiêu tiền đó, cũng bao nhiêu cái đó, mà họ làm cho người khác hài lòng. Còn người không có trí á, cũng bao nhiêu đó, hoặc là tốn nhiều hơn, mà họ làm cho người khác không hài lòng. Dạ không? Trên cái độ hài lòng nó phụ thuộc vào cái độ hiểu của người ta. Tức mình hiểu gì? Hiểu hoàn cảnh họ, hiểu sở thích của họ, hiểu họ muốn cái gì. Dạ không có gì. Cho nên á, không á, hiểu á, thì họ làm chung. Không hiểu làm chung là gì? Làm chung á là cái chiến lược chung thôi. Còn mà muốn riêng á thì có quản trị khách hàng. Người ta buôn bán á, người ta có quản trị khách hàng. Tức là cái người mà nhân sự đó, bán hàng đó, là họ phải tiếp xúc với khách hàng để họ tìm ra được cái mối tương quan giữa là khách hàng với công ty của mình. Do đó mà họ làm cho khách hàng hài lòng bằng nhiều cách khác nhau về phương diện sản phẩm. Nghĩa là người ta thích quan tâm thì mình quan tâm, người ta thích khuyến mãi thì mình khuyến mãi, người ta thích hàng xịn thì mình giới thiệu hàng xịn, người ta thích hàng đẹp thì mình giới thiệu hàng đẹp, hay là vừa đẹp vừa xịn thì mình giới thiệu vừa đẹp vừa xịn, người ta thích giá rẻ thì mình giới thiệu hàng người ta giá rẻ. Quý vị hiểu không? Mình phải nói chuyện hồi mới biết người ta thích cái gì, chứ không nói sao biết. Nhưng mà khi mà người ta chiến lược á, là người ta tính chung hết, tức là ta thỏa mãn dục nè, thỏa mãn tham nè, rồi á là người ta thỏa mãn về cảm thọ nè, người ta tính chung. Vậy tính chung, gốc của cái tính chung đó là gì? Là mắt, là tai, là mũi, là lưỡi, là thân. Cái tính chung đó, tính chung là người nào cũng giống nhau hết là tính chung. Do đó mà một cái công ty họ đưa ra sản phẩm á, họ nghiên cứu sản phẩm thị trường á, thì họ phải thỏa mãn 5 cái dục gốc của chúng sanh. 5 cái dục của con người, 5 dục gốc là nhìn thấy đã, nghe thấy hay, ngửi thấy thơm, miệng nếm ngon, da xúc chạm dễ chịu. Đó, tức 5 cái đó ông thỏa mãn được mấy cái? Ông thỏa mãn được 5 cái, vậy là ông là số 1, người ta quan tâm tới ông. Ví dụ như mình bán một cái viên phấn thôi là nó có màu sắc và mẫu mã. Ví dụ như người ta thích màu gì, năm nay nó có từng năm nha, năm nay là màu tím violet à nghe, sang năm là ring à nghe, màu xanh lá cây à, là sang năm tới là blue à, sang năm tới nữa là red là màu đỏ à, năm tới nên màu white là màu trắng à, năm tới là black là màu đen à, phải không? Năm tới là yellow là màu vàng à, phải không? Năm tới là grey là màu nâu à, phải không? Năm tới rose là pink là hồng à, có gì? Tức là thì năm mà có cái màu chủ đạo, cho nên người ta thời sự người ta làm cái viên phấn cái màu đó đó, hoặc là màu theo lứa tuổi. Ví dụ như cái tuổi trẻ thích màu hồng nha, hoặc nữ thích màu hồng, nam thích màu cứng cứng, ví dụ như hồng phấn, hoặc nâu hồng đậm, mà nít đó, còn người lớn ta thích nâu nâu, còn những cái người mà tu ta thích màu nâu sòng gì chẳng hạn, màu đất vân vân. Do đó người ta nghiên cứu về cái sở thích để người ta ra sản phẩm. Thứ nhất là màu sắc, thứ hai là hình dáng. Ví dụ như viên phấn xuân đuột được không, như cái viết là được không? Được. Viên phấn á là một đầu lớn đầu nhỏ được không? Được. Hoặc là cái viên phấn á mình làm á thành cái miếng vuông vít được không? Được. Hoặc là viên phấn mà làm tròn vo được không? Được. Như vậy thì là mình làm sao cũng được chứ, nhưng cái tiện lợi của nó làm sao mà xài hết cái viên phấn mà nó không dư thừa bỏ, làm tròn gì xài nửa cục sao viết. Còn viên phấn dài nè mình xài cũng không hết nữa.
viên bán dài mình xài còn khúc bỏ à, vậy nên khúc nó chót đâu có giết được, cầm tay sao giết à, cũng bỏ. Cho nên á, ta mới có cái cây nè, ta kẹp vô để giết hết luôn, lối ra lối ra giết tới cùng luôn, ví dụ vậy đó. À, bắt đầu làm cho sự tiện lợi của người ta, làm cho sở thích của người ta, về mắt à, về á, là mũi, về miệng, về tai, là lỗ tai mình á, là về cái sự xúc chạm của làn da. Nếu ai mà thỏa mãn được những điều đó thì làm cho người ta thích. Cái đó là gốc của cái thích của con người, là sắc, là thanh, là hương, là vị, là xúc. À, tức là trong kinh Phật thống kê á, được rằng á, con người ta có 5 cái thích mà không có ai có thể qua khỏi 5 cái thích này cả, tức là 5 cái dục, tức là không ai qua khỏi cả. Bây giờ cho anh à, hôm qua thầy cầm nắm viết à, các em kia anh xin cây viết, cầm nắm viết lựa đi, bắt đầu lựa cái gì, lựa cái viết thích nhất. Mà cái viết á, cái em đó thích nhất á, lại là cái viết thầy không muốn xài. Em đó thích màu sắc, thích hình dáng, nhưng mà thầy thích khác. Tại vì thầy viết to thúng nhiều quá, thầy thích nó là nó phải viết nhẹ tay và viết nhanh, chứ nặng tay đè hồi mỏi tay lắm. Nên cái viết nào mà ra mực tốt, mà nhẹ cái tay viết lớn mà nó ra mực tốt là thầy thích cái viết đó. Còn màu sắc cái gì thôi kệ, nó không mạnh đệ chứ, nó không quan trọng. Cái cấu tạo nó rồi hình rồi có bông hoa bông gì thôi kệ, nó không quan trọng gì chứ. Thầy chỉ quan trọng cái là viết nó ra mực, nhìn thấy được, và viết nhẹ tay, đặt nhẹ lướt cái mình viết nó ra mực. Còn có cái viết đè muốn chết luôn mà viết một trang giấy rồi là rụng cái tay luôn rồi, làm sử dụng lực quá thì nhiều cái tay mới ra mực à, hoặc là có viết nó lật nhớt à, đè muốn chết luôn mà ra lật nhớt à. Như vậy người ta sao nhìn thấy, mà mình viết phải cho người ta nhìn thấy, do đó mà mình lựa viết đó. Vậy thầy thích là thích cái khác đó, thầy thích về tính chất. Còn em đó thì thích về mẫu mã, viết rất đẹp nhưng mình viết nặng tay lắm, viết đè dữ lắm nó mới ra mực à, như vậy mà người ta thích đẹp rồi mấy kia người ta không quan trọng à, phải không? Có nhiều người người ta thích cả hai cái, vừa nhẹ tay mà vừa đẹp mẫu mã mà vừa mực xịn luôn, người ta thích luôn mấy cái liền luôn à, quý vị thấy không? Như vậy thì con mắt người ta nhìn được là được, lỗ tai nghe được là được, lỗ mũi ngửi được là được, lưỡi nếm được là được, thân xúc chạm được là được, thì cái đó là người ta thỏa mãn cái dục của người khác à, quý vị, thỏa mãn cái dục tức là cái thích của người ta. Rồi bây giờ mình thỏa mãn cái tham của họ, cái tham của họ là cái họ muốn sở hữu cái đó đó. Sở hữu nghĩa là gì? Là cái của, đằng sau cái chữ của, nhà của tôi, xe của tôi, cái gì của tôi, của sao cái sở, của là sở hữu. Ví dụ mình học tiếng Anh đây, thấy không? À, rồi my, rồi your, rồi her, rồi his, à, rồi our, rồi their, gì đó, 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 đó. Mình học tiếng Anh đó, mình học sở hữu đó. Đúng rồi, ai, cái chuyển sang là ai, my là của tôi, you là your là của anh, he, his là của anh ấy, she, her là của cô ấy, thấy không? They, their là của họ, we, our là của chúng tôi. Đó, học tiếng Anh đó, tức là chuyển sang sở hữu cách đó. Tức là từ cái mình mà chuyển sang cái của mình thì viết tiếng Anh viết làm sao, thấy không? Đó, như vậy đó thì cái của đó là tham đấy. Người ta muốn, à quý vị, người ta muốn được cái đó đó, trở thành cái của mình, đúng không? Như vậy tiếng Việt người ta hay lắm. Nên tất cả những cái gì người ta ham muốn thành của mình đó, người ta gọi là của cải. Cái chữ của cải tức là cái của mình á, quý vị hiểu không? Tức là cái của mình, bây giờ của người ta, bây giờ thành cái của mình là sở hữu phải không? Vậy thì chữ của tiếng Việt á, sau chữ của là sở hữu á. Của tôi, của tôi, của tôi, của tôi. Như vậy những cái sở hữu thì gọi là của cải. Tiếng Việt là hình thành từ đó đó, cái chữ của cải. À, như vậy là đó là của. À, ta khoái chữ của, thích chữ của là tham đó. Cho nên đó mình muốn của nhiều chừng nào, của cải vật chất nhiều nào, đúng không, là tham đó. Là sao chữ của muốn nhiều chừng nào đó là tham. À, có hiểu không? Rồi bây giờ làm cái gì cũng muốn sướng chứ. Nhìn phải sướng mắt, uống phải sướng cái lưỡi, nghe phải sướng cái lỗ tai. À, đó là thọ lạc. Tức là trong nhà Phật gọi là cảm thọ lạc. Cái cảm thọ tức là trải nghiệm trên đối tượng một loại tâm sở. À, mà nó trải nghiệm trên đối tượng, đó là tâm sở cảm thọ lạc.
nó trải nghiệm trên đối tượng. Như vậy thì một người á, mà luôn luôn lúc nào cũng có sự trải nghiệm đối tượng bằng một cảm giác hưng phấn, có nghĩa là cái cảm giác cảm thọ lạc, thì họ muốn giữ cảm thọ đó hoài vậy đó. Họ muốn giữ cảm thọ đó hoài, cái trạng thái sung sướng á, quý vị ăn chấp 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 là người ta muốn kéo dài cái sung sướng. Quý vị thấy đem cái dĩa xài ra, rồi nước mắm nhảy nha, để vô nha, rồi để miếng đường nha, gọi là đường bảy màu để vô, quậy 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 lên, xài cát hòa lọc mà sắc ra miếng này nè, rồi ta chấm vô cái đường đó, ta liếm trên lưỡi, ta kéo ngang cái, còn ta chấp, ta không ăn, ta không nuốt, mà ta chấp, chấp để làm chi? Để kéo dài cái sự sung sướng đó ra đó. Cho nên đây là người ta gọi là hưởng thụ đó, tiếng Anh gọi là enjoy á, tức là sự hưởng thụ của cái đó, mà nó kéo dài 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 qua, đố cái gì nó kéo dài hoài mãi được không? Không bao giờ kéo dài mãi được. Tại tại sao? Tại vì cái chất đó nó làm cho cái lưỡi mình ngon á, nó chút xíu nó hết, nó biến ra chất khác, vô thường mà, nó đâu có còn hoài đâu, ngồi nó hết ha. Dù như kẹo mình ngậm vô nè, nó ngon nhầm cái viên kẹo mà nó ngon tỉ tê luôn nha, mình ngậm 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 hồi nó tan biến hết trơn, còn miếng nào hết trơn thì nó hết, nó hết kẹo thì hết ngon, đúng không? Trong lúc mình ngậm á là mình phải tìm viên khác không, phải tìm viên khác không? Ví dụ như kẹo nó ngậm ngon quá, mà kẹo ngậm ngon hồi nó tan biến hết trơn, hết ngon, vậy thì mình muốn kéo dài cái ngon đó ra phải không? Bằng cách nào? Chỉ có cách duy nhất là tìm cái viên khác ngậm vô tiếp thôi, chứ sao nữa. Tìm viên khác là tham đấy, có nghĩa là đi kiếm cái viên khác đó, đầu tâm tham nó nổi lên nó mới kiếm được cái viên khác. Không có tâm tham nổi lên, chỉ có tâm cảm thọ lạc không á, thì là nó không có kiếm viên khác đâu. Nhưng mà tâm tham nó nổi lên nó mới đi tìm cái viên khác. Là tại sao? Tại vì mình tâm dục là tâm thích cái đó đó, nó trở thành tâm dục là tâm thích cái đó đó. À, cái gì? Cho nên ba cái này nè, dục, tham và cảm thọ lạc, nó hành hạ mình dữ lắm. Làm cái gì cũng muốn thỏa mãn ba này đó. Đi làm từ sáng tới chiều muốn chết luôn, quý vị tin không? Đi làm hồ nè, mới vô làm có 300 mấy chục ngàn ngày chứ nhiêu, mà thợ cái nè thì mới được á, là cỡ 500. Chiều đi nhậu cái đứt chịu, tin không? Bữa nhậu mà bao bạn cái làm từ sáng đến chiều muốn chết luôn á, là có 500 à. Chiều đi nhậu trả xong nhậu 1 triệu bạc, thấy không? Cho cái lưỡi mình vô nè, cái miệng mình á, trời ơi, vừa kêu nha, kêu ngao sò ốc hến nha, ra đầy bàn seafood nè nha, rồi trả cái đó là 1 triệu là ít đó. Thầy mới nghe cái này là mới giật gân nè, chầu nhậu quá quý vị, 10 triệu là trời ơi, mấy người nhậu mà tới 10 triệu là 4 người nhậu à, mà nhậu 10 triệu mà không phải là quán sang đâu nghe, quán cũng khá khá thôi, quán cũng ở ngoài đâu, ở ngoài dưới này nè, Vĩnh Lộc đâu nè, cái quán cũng bự bự ngoài đường vô vậy đó thôi, chứ không phải là nhà hàng á, mà bốn ông biết nhậu gì mà 10 triệu là trời ơi, mấy ông 10 triệu mấy ông làm bao lâu, là làm tháng nhiêu, là con làm tháng cỡ 8 triệu cho trời ơi, làm tháng 8 triệu mà nhậu 10 triệu là bốn ông hùng, ông 2,5 triệu, bữa chủ nhật hứng quá đi nhậu 10 triệu đó, trời ơi, làm tháng 8 triệu dám đi nhậu một chầu, đi 10 triệu, quý vị thấy không? Cũng cái miệng mình đó, uống vô cho nó sướng, đi làm muốn chết luôn. Cho nên á, mình đâu phải á, là tham, là nó có cái mình tham, cái tâm tham, rồi mới đi đến có cái mình tham, bắt buộc mình phải hành động. Tâm tham á, là muốn có cái mình tham, bắt buộc mình phải hành động. Thì mình muốn có cái mình tham, và hành động đó nó sẽ sanh ra hai cái việc, một là thiện, hai là ác. Nhưng mà xuất phát từ tham ích kỷ cá nhân mình để đi kiếm cho mình không bao giờ mà thiện nổi. Dạ quý vị, tại vì tham á là nó muốn thỏa mãn cái cảm thọ lạc của mình mà. Nó thực về ích kỷ. Ích kỷ tức là lợi ích của mình, cái chữ kỷ tiếng Hán là tôi đó. À quý vị, như là trong cái gì nó kỷ nhân hồi mấy ai về đó, cái chữ kỷ là ai thế cho con người ở trong tiếng Hán á, chữ kỷ nên ích kỷ, ích là lợi ích. Kỷ á là mình, chứ làm lợi ích cho mình gọi là ích kỷ. Ích kỷ tức là làm lợi ích cho mình. Bồ đào mỹ tủ dạ phân bôi, dục đáo tỳ bà mã thượng thôi, túy ngọa sa trường quân mạc tiếu, cổ lai chinh chiến kỷ nhân hồi. À quý vị, ông Diễn Châu ông lấy 2 câu mà viết cái bài Võ Nông Sơn Bạch Thu Hà trong 4 câu nho đó đó. À quý vị,
nên là chữ kỹ á, là mấy ai về là thay cái chữ tôi chữ người á, cái chữ kỹ nghĩa là gì đó, nên chữ ích kỹ, ích tức là lợi ích, ích y c h a là lợi ích, còn chữ y mà t á là ít, ít nhiều, còn mà y c h là lợi ích. Chữ ích kỹ tức là lợi ích cho bản thân mình, cho nên tham là bao giờ nó cũng làm cho lợi ích bản thân mình. Tại sao? Tại tham nó muốn làm cho có cái để cảm cái thọ lạc của mình, trên đó là tham. Như vậy thì tham là bao giờ cũng làm lợi cho mình, mà lợi cho mình thì hại người, đúng không? Ở trên đời này có bao giờ mà lợi mình á là lợi người không? Lợi mình lợi người đó là hợp tác, đó là hai cái người trí tuệ làm. Còn cái người mà không phải trí tuệ, tại vì tham nó ngự trị á thì nó bị vô minh chi phối. Tham nó ngự trị thì chính tham đó, nó sẽ tạo ra cái si mê, mà si mê á, nó tạo ra vô minh. Cho nên tham á, nó sẽ tạo ra vô minh, mà vô minh chi phối thì có ông nào có trí tuệ không? Quý vị, vô minh chi phối không có trí tuệ, mà không có trí tuệ thì làm gì có vụ hợp tác, quý vị không? Không có trí tuệ không có hợp tác, không có trí tuệ tức là muốn lợi cho mình không à, ích kỷ. Còn có trí tuệ mới hợp tác, cho nên người nào hợp tác mà lợi cả hai là người đó có trí tuệ đó. Lợi mình lợi người, lợi mình hại người, hại mình lợi người, hại mình hại người, tức là trước một hành động nó đều có bốn cái khả năng xác suất xảy ra. Hại mình hại người, nói một câu hại mình hại người, ông đó là ngu nhất. Nói một câu mà lợi mình mà hại người là ông đó ích kỷ nhất. Nói một câu mà thiệt thòi cho mình mà lợi cho người là người đó hy sinh nhất. Nói một câu mà lợi mình lợi người là người đó khôn nhất. Quý vị hiểu không? Tức là người ta phân tích về tâm của người đó đó, cái độ mà ngu với độ khôn á là nó phụ thuộc vào lợi và hại. Cái đó nói thôi, còn làm còn nghĩ. Ví dụ mình làm một hành động mà hành động đó lợi cho mình mà hại người ta là người đó làm ích kỷ đó, người đó là người ích kỷ. Toàn là lợi cho mình không à, miễn sao có lợi thì làm. Hoặc là ở trong tác phẩm Tắt Đèn Ngô Tất Tố đó, sống chết mặt bay, tiền thầy bỏ túi. Quý vị, câu đó đó là nó trở thành cái câu mà đi trong dân gian luôn á, tức là câu ích kỷ á, sống chết mặt bay, tiền thầy bỏ túi. Tức là cái ông mày Lý Trưởng không, không cái ông gì đó là như là ông trùm ở nơi đó đó. Quý vị, là ông cho dây gì tùm lum tùm la hết trơn cho ông đó. Rồi ta sống chết gì kệ, cứ lấy tiền của người ta thôi, bán vợ đợi con gì không cần biết chứ. Cho nên đó quý vị á, là mới thấy á, là người đó là người ích kỷ. Trước một cái hành động mà làm lợi mình mà làm khổ người thì đó là hành động ích kỷ. Rồi bây giờ trước hành động mà làm khổ mình khổ người luôn là hành động đó là hành động ngu. Vì hai bên không ai có lợi gì hết trơn á, hai bên không có lợi hết trơn á. Nên cái chiêu đó mà trong phim kiếm hiệp á, người người ta gọi là thiên địa đồng quy á, có nghĩa là đánh cái đùng cái hai ông chết hết. Quý vị, đó là thiên địa đồng quy, là chiêu đó người ta ít xài lắm, cái đó là xài gọi là cái chiêu cuối cùng á. Trong người ta tổng hợp mấy cái chiêu võ thuật của ông Kim Dung viết ha, càng khôn đại na di, rồi củ âm chân kinh, củ dương thần công, rồi á là củ âm bạch cúc chảo rồi ha. Này nọ, ở trong đó có một cái chiêu gọi là thiên địa đồng quy, có người đánh cả hai ông chết hết, ông đánh cũng chết mà ông kia cũng chết. Cái phương đó đó người ta không có chọn, bởi vì tại vì cái phương đó phương bắt đắc dĩ. Cho nên người nào bình thường mà làm cái việc gì mà làm hại mình hại người đó thì cái người đó là cái người không có khôn, là người ngu. Còn người mà làm gì đó thiệt thòi mình chút mà làm lợi ích cho nhiều người thì người đó đang hy sinh cho người khác. Ở trong nhà mình cũng vậy đó, mình thấy một hành động của ai ở trong nhà mình đó mà họ thiệt thòi lắm mà họ làm lợi ích cho những người xung quanh. Ở trong nhà mình thôi, dù cha mẹ anh em là họ đang hy sinh đấy. Mà cái người nào mà hy sinh cho mình đó quý vị, là người đó dĩ nhiên là yêu thương mình. Cái người yêu thương mình họ mới dám hy sinh cho mình, cái người ghét mình không bao giờ họ hy sinh cho mình. Chỉ người nào họ yêu thương mình thôi, nên chúng ta hãy nhìn thấy độ hy sinh mà biết họ có thương mình hay không. Quý vị tin không? Ở nhà mình thôi không nói ai chứ, ông chồng, con cái, cha mẹ, anh em, chú, bác, cô, dì, bạn bè thôi. Thấy ai mà người ta thủ tiêu quyền lợi của mình mà người ta làm cho mình có lợi ích
thì cái người đó chính là người thật sự thương mình. Nói gì không tin đâu. Là câu hỏi mà mình phải nhìn thấy tâm ta chứ thầy, mình nói gì nhìn thấy việc làm không sao biết được. À, chi nhân chi diện bất chi tâm, nhằm khi mình thấy việc làm không sao biết được đó quý vị. Cái đó là làm lần thì thấy không biết được, nhưng làm cả đời là biết đấy. Quý vị hiểu không? Làm lần thì đừng có giỏi tin, nhằm khi người ta làm đó để người ta thả săn sắt, ta bắt con cá rô. Có nghĩa là ta thấy cái miếng mồi mà ta bắt con cá lớn. À, cái đó là làm lần thì đừng có tin, nhưng mà ta làm nhiều lần hoặc làm cả đời thì tin đi. Là ta thương yêu và hy sinh thật sự đấy. À, quý vị hiểu không? Thức đêm mới thấy đêm dài, ở lâu mới biết lòng người trước sau. Cho nên đó, nếu người ta hy sinh cho mình, có nghĩa là ta không có quyền lợi hết. Thấy những người cha không? Mang dép mũ rách rưới, mặc áo bạc vết màu hết trơn. Bầu rồi mà con chạy xe tay ga không? Nó mặc đồ xịn không? Mang dép xịn không? À, mang dép đi o chứ trời ơi. À, mang đôi dép đôi 20 triệu, đúng không? Rồi nghề rẻ rẻ thì có mang dép đốc tờ đôi 2 triệu, hoặc là gì giày Adidas đôi 100 đô, à, quý vị. Còn ông già mang dép mũ đôi 10.000, 12.000 quý vị thấy không? Mà còn rách nữa chứ. Đó là sự hy sinh đó, của người cha cho con đó. Tức là hy sinh nghĩa là vậy đó quý vị. Tức là cái thiệt thòi về mình làm muốn chết luôn. Bây giờ làm ra của cải vật chất là người cha làm ra đúng không? Nhưng mà ai xài? Những người xung quanh xài, mà chính bản thân người đó ít, rất ít xài. Áo sờn dai, dép nát hết, ăn uống kim khem. Ăn như vậy đó là hy sinh đó. Hy sinh có nghĩa là người ta hưởng thụ không có cái gì hết mà cho những người xung quanh hưởng thụ. Là người ta đã hy sinh đó. Thì tại sao người ta hy sinh? Tại người ta thương. Nhưng mà có cái trách nhiệm nữa. Nếu cái trách nhiệm ta không hy sinh nhiều, ta hy sinh vừa đủ. Cái trách nhiệm người ta là ta hy sinh vừa đủ. Nhưng mà người ta hy sinh nhiều hơn cái trách nhiệm thì gọi là hy sinh. À quý vị, là hy sinh lớn là lòng thương yêu, nhiều hơn cái trách nhiệm là lòng thương yêu. Nhằm khi dụ sanh con phải nuôi con, mà nuôi con vừa đủ thôi à, mà ăn như cho nhiêu, xài nhiêu, cho nhiêu đủ vậy thôi à, thì đó là trách nhiệm đó. Nhưng mà dụ như con á là xin đi sinh nhật á, tổ chức sinh nhật á là 100.000 đủ rồi. Người cha cho 300 luôn. Nghĩa là thôi cho con thoải mái chút, là ta thương ta mới cho thêm đó quý vị. Còn thôi ta cho đúng 100.000 à, mà chỗ chứ 100.000 thì cho 100.000 thôi. Đó là trách nhiệm của người cha phải cho con. Nhưng mà người cha bây giờ ví dụ như á, mua có một đôi dép mà là con nó đi học đầu năm được rồi, mua hai đôi, đôi dép đôi giày. À, thấy không? Chỉ cần đôi dép là đủ rồi. Cái đôi giày đó là không cần thiết. Nhưng mà người cha mua luôn cho đôi giày, mà trong lúc nhà không phải khá giả. Tại vì thấy con lâu lâu đi đá banh, nó mà để đi chân không rồi thấy tội nghiệp. À, quý vị, người ta hy sinh tức là lòng thương yêu mới có. Nên mình để ý, để ý cái lòng thương yêu hay là trách nhiệm. Trách nhiệm là người ta cho đủ để tồn tại cuộc sống thôi. Thương yêu bắt đầu người ta cho nó sẽ dư. À, dư hơn những cái bình thường, những cái không cần thiết ta vẫn cho. À, quý vị, hoặc là người ta cho nhiều hơn cái người ta cần thiết, là lúc đó là bắt đầu lòng thương nó cộng vô đó, biết người ta thương yêu mình rồi đó quý vị. Cho nên đó, cái máy đo thương yêu là máy đo bằng cái đó đó. Chứ quý vị đừng có là chế cái máy điện tử ra ha, đặt vô nó liệt kim đâu là thương đâu, là kiếm không có đâu. Mà thể hiện ra bên ngoài, tại vì tâm nó sanh tướng, từ tâm nó sanh ngược ra ở phía bên ngoài. Cho nên đó là quý vị á, mới thấy á, là cái mà dục, mà tức là cái thích, rồi á, cái tham, cái thọ dục và cái thỏa mãn dục này nè, ba cái nó thể hiện gốc gác của nó á, là qua mắt, là qua tai, là qua mũi, qua lưỡi, qua thân. À quý vị, gốc gác của nó là nằm chỗ đó. Cho nên mình để ý chút xíu, mình nhìn cái gì mình cũng phải thấy thích, mình nghe gì cũng phải thấy thích, mình ngửi gì cũng thấy thích. Và chúng ta tìm cái để thỏa mãn cái đó. Thỏa mãn bắt đầu cảm thọ lạc nó nổi lên. Và hầu như con người mình lúc nào cũng sẵn sàng để thỏa lạc. Ăn cái lệnh họ muốn chấp họ ăn kéo dài, ăn ra không gian có gì. Bây giờ ví dụ nha, mình ngồi ở ngoài trời vậy mình ăn, nó nắng muốn chết. Bây giờ vô cái máy lạnh mình ăn, mình chọn cái nào? Món ăn giống nhau, bắt đầu người ta vô máy lạnh phải không? Vậy thì ăn có cái lưỡi không, ông vô máy lạnh làm chi? Cái lưỡi ông ngon là được rồi, ông vô máy lạnh làm chi? Nhưng vô máy lạnh cho sướng cái thân. Tại vì chúng ta có 5 cái loại sướng mà: mắt sướng,
lỗ mũi sướng, lỗ tai sướng, cái lưỡi sướng và cái thân sướng. Vậy thì cái món ăn á, nó chỉ có thỏa mãn cái lưỡi không à. Ăn chỗ nào chẳng được, vậy mà ổng còn đi vô ở trong máy lạnh ông ăn. Để ổng sướng hai cái, ngồi ngoài ăn sướng có một cái, hiểu không? Chẳng những á, cái đó ngon thôi, nhưng mà cái đó ông phải trang điểm để cho nó đẹp. Vì đâu xào thì xúc đại dĩa đi không? Cắt dưa leo thẳng băng sắp rồi ha, sắp hình con cá, hình con bướm, hình con ong, hình con gì đó, sắp lên dĩa để nhìn cho đã ăn mắt. Rồi cái xung quanh cái không gian người ta ăn, tại sao người ta thích ăn nhà hàng? Là tại vì nhà hàng ta trang điểm xung quanh rất là đẹp, trang trí xung quanh rất là đẹp. Không gian đèn rồi nó nhẹ nhàng ha, còn máy lạnh nghe rồi á, tranh ảnh rồi xung quanh ta đưa lên một cái không gian rất là đẹp. Vậy bắt đầu tới sướng mắt rồi, hồi nãy sướng cái mình không, máy lạnh sướng cái mình phải không? Rồi món ăn ngon sướng cái lưỡi và tới sướng mắt, nghe không? Rồi trong không gian nhà hàng ta bắt nhạc nó, trong lúc ăn mà bắt nhạc, thậm chí trong toilet cũng bắt nhạc luôn. Thế làm chi? Để sướng cái lỗ tai, hiểu không? Sướng một cái chưa hút người ta lại đâu, mà sướng hai ba cái, ba bốn cái mới hút người ta lại, hiểu không? Bắt đầu ta bắt nhạc thiền nữa, ăn chay bắt nhạc thiền, ăn mặn rồi bắt nhạc giật. À, dần dần tị dần cái lộ người ta thích ha. Cái người ăn chay người ta thích thiền nên nhẹ nhẹ bắt từng tưng 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 là nhạc thiền. Còn ăn mặn là ô vô 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 à lê đó là bắt vô. À, đó là ăn mặn, nó có hai cái tông. À, cái tông tức là sở thích của người ta đó. Như vậy mắt tai mũi gọt đầu vô trong đó nha. Có những nơi nó xịt một cái loại mà chất thơm á, nó đặc trưng của cái nhà hàng đó, hoặc là cái khách sạn, hoặc là một cái công ty đó, một loại mùi đó thôi. Ví dụ những công ty lớn của thế giới á, là vô trong đó là người ta một mùi một. Ví dụ mùi xả, mùi chanh, hoặc là có những mùi mình không phân biệt được mùi gì luôn á. Sẽ đi nước ngoài nè, à, vô những nơi mà mình không biết, không phân biệt được cái mùi gì, nó làm cái mùi nó lạ lạ lắm, mình không biết nó là cái gì. Chắc là quê người ta có mà ở mình không có. À, cái mùi đó, cái mùi mà qua quải hương là chẳng hạn. À, tức là làm gì đó nên khách người ta đặc trưng á, ta tới đó là ta biết cái công ty đó đó. À, ta nghe mùi không á ta biết. Thậm chí con người cũng vậy. Có nhiều người á ta xài một loại nước hoa một hả? À, cái gì có người xài loại nước hoa, có người thích hoa tulip á. Cho nên giá nào người ta cũng xích nước hoa tulip hết. À, tất cả có người ta thích nước hoa hồng rose. Thì giá nào người ta thích nước hoa hồng. À, có người ta thích Chanel nó có mã số. À, dù Chanel máy hoặc Lancôme máy nó có mã số, ta thích ta đúng cái mã số đó thôi, chứ người ta không xài cái mã số khác. Nên đặc trưng cái mùi đó là chính là người đó đó. Cho nên đó, các cái Conan rồi đó, trong các cái vụ án hoặc là để điều tra đó, à, có gì người ta sẽ dựa vào mấy cái tính chất đặc điểm đó đó mà người ta điều tra nữa. À, có gì? Cái nơi đó vô mà người ta làm một cái vụ án xong ta đi mất tiêu chân rồi. À, Conan đi vô điều tra, vô điều tra không có cái chứng cứ gì hết á, nhưng mà cái phòng kính đó, nó còn lại cái nước hoa, còn lại cái nước hoa đó đó. Qua chiến sao gặp cái người trúng cái nước hoa đó, bắt đầu là người ta đưa vô nghi vấn liền. Nước hoa quá đặc thù, chứ nước hoa bình thường thì ta không biết đâu, mà nước hoa này quá quá đặc biệt, là ở đây ít có ai xài, người ta đem từ nước ngoài vô và người ta xài, người ta mới đánh dấu cái người đó đó. Bắt đầu ta theo dõi, chúng ta được điều tra ra, tức là người ta đã narrow hẹp lại cái đối tượng mà người ta nghi vấn rồi. À, thì lúc đó người ta mới đưa vô nhiều cái đó là thành sàng lọc ra mới tới chính xác. À, cái người đó giống như ở trong kinh mà có cái đoạn mà cái ông đó mà ông xứ quẩy á, ông sinh ra ở cái làng đó là làng chài, ngày mà ông sanh ra cái là nguyên làng chài đánh bắt không được cá nào chứ, đói gần chết luôn. Làng chài đó quyết định mới tìm ra cái người xui, mới bằng cách nào không? Chia đôi làng chài ra, cái nào có ổng bắt không được, ta chia đôi cái làng đó ra nữa, ta chia đôi tới cuối cùng có hai nhà, nhà ổng với nhà bên cạnh, thì nhà ổng cũng bắt không được. Trong nhà ổng có bốn người, ta chia đôi ra thành bốn chiếc thuyền cho đi bắt, thuyền ổng bắt không được. Rồi ta tìm ra đó, tìm ra đối tượng, ta mới đuổi ổng đi luôn, đuổi ổng đi khỏi ngôi làng đó luôn đó. Mà ổng đi ăn xin, ổng đi ăn xin, cuối cùng ổng đi ăn xin mà ổng ăn xin không được, ông phải lượm rác rưởi ta dục bỏ ông ăn đó, tức không ai cho chứ. Rồi cuối cùng ông tính nhảy xong tự giận, mới gặp cái ông thầy tỳ kheo đi ngang, vì thầy mới khuyên ông đi tu, tu sao đắc quả là hắn. Mà khi đi tu rồi thì khắc thực vẫn không có ai cho, bạn đồng tu phải xớt bát cho ông ăn, dù xớt được ít như đó, người cho ông muỗng, cho ông muỗng, muỗng trăm trăm, người cũng đừng trăm muỗng, người để ăn.
Hỏi tại sao là như vậy? Là quả báo. Ngày xưa ổng ăn cắp đồ khất thực của một vị Phật độc giác thôi đó, mà quả báo nó khủng khiếp, khủng hoảng nhiều đời nhiều kiếp sau. Nên quý vị thôi đừng ăn cắp đồ ai, chẳng cắp cái ghê lắm. Nhất là ăn cắp cơm rồi qua chiến sau đói lắm. Mà ăn cắp người bình thường không sao, mà đói ít, mà ăn cắp tí A-la-hán, Phật hoặc là các cái gì mà giải thoát giác ngộ đó, mà người ta sống ở thế gian á, người ăn cắp đồ mấy người đó thôi, rồi quả báo khủng khiếp lắm. Cái quả báo nó tự quả báo, chứ không phải là ai bắt mình phải quả báo, mà mình đánh vào ở trong vũ trụ nó sẽ quay lại đúng cái quả báo đó, nó thấy ghê lắm. Do đó mà mình làm ác gì là nó quay lại chính xác rồi đập mình thấy ghê lắm. Cho nên đó, những cái quả báo ác mình đừng có phải nói không tin. Thực ra mình tin đó thì nó cũng có, mà mình không tin đó thì nó cũng có. Quý vị, tất cả những quả báo ác mình tin thì nó cũng có, mà không tin nó cũng có. Cho nên nhân quả nghiệp báo không phụ thuộc vào lòng tin của mình, vậy không? Nó không phụ thuộc vào lòng tin của chính mình, mà nó phụ thuộc á vào mình làm cái gì mà thôi. Cho nên cái ham, cái thích của mình đó, nó thể hiện qua năm cái giác quan của mình. Và cái thứ hai, nếu mà ở trong đời sống á thì người ta không có nhìn bằng giác quan, mà ta xin nhìn bằng sự việc. Thứ nhất á, ta liệt kê đó tài, tức là mình thích cái tài. Cái thứ hai nữa ta liệt kê á là sắc đẹp, gọi là tài sắc á. Cái thứ ba nữa ta liệt kê á là cái nhu cầu được nhiều người biết đến, là nổi tiếng, là danh. Cái thứ tư ta liệt kê á là ăn uống. Cái thứ năm ta liệt kê là ngủ nghỉ. Cho nên đó, ta nói là tài sắc danh thực thì là năm cái món mà ở thế gian người ta thích, và người ta đấu tranh bằng dục tham để chiếm đoạt cho được năm cái loại đó để thỏa mãn. Đó là tài sắc danh thực thì, mà trong thế gian người ta gọi là ngũ dục. Ngũ dục đâu phải có ngũ dục đâu, mà tại vì cái người ở trong thế gian của cái cõi người mình thường hay ta thích năm cái loại đó. Tức là ở trong thế gian này là con người thường hay thích năm cái loại đó đó. Còn con khác không thích năm cái loại đó, mà chỉ có con người mới thích năm cái loại đó thôi. Là tài, là sắc, là danh, là thực, là thì, là con người thích năm cái loại đó. Và khi thích năm cái loại đó đó quý vị, là con người ta phải tìm cách để thỏa mãn năm cái loại đó, tức là thỏa mãn dòng cảm thọ lạc năm thôi đó, sanh ra cái lòng tham. Quý vị, sanh ra lòng tham đắm. Cho nên sự nguy hiểm nó là chỗ đó. Ham đắm bắt đầu chúng ta tạo nghiệp. Mình muốn có nó bắt đầu tạo nghiệp. Mà cái tạo nghiệp mà dựa trên lòng tham là nghiệp ác. Tại vì bữa trước chúng ta học về cái gì mà liên quan tới tham, tới sân, tới si, đó là ác. Như vậy bây giờ chúng ta muốn có nó để thỏa mãn lòng tham thì là nghiệp ác chắc rồi. Mà nghiệp ác là quả báo, nghiệp ác là đau khổ, nên gọi là sự nguy hiểm. Quả báo nghiệp ác là chắc chắn là phải là đau khổ. Không có ai mà làm cái quả báo nghiệp ác mà là an vui được hết trơn á. Cái người làm quả báo nghiệp ác là chắc chắn là phải là đau khổ 100%. Người làm quả báo nghiệp ác tức là xuất phát từ tâm tham. Cho nên mình muốn có bất kỳ cái gì để thỏa mãn cái dòng cảm thọ lạc thì cái điều đó là điều ác hết. Nghĩa là nó xuất phát từ gốc của ích kỷ ở trong tâm. Và một cái điều nữa, cái người mà tu tập á, người ta quan sát ta nhận thấy đó, không bao giờ mình làm cho nó thỏa mãn được. Khi mà những cái nhu cầu để thỏa mãn trong người của mình không bao giờ thỏa mãn được, nó chỉ nhiều hơn thôi chứ không bao giờ thỏa mãn. Cho nên đó, người ta dừng lại. Người ta dừng lại, người ta không có chiều theo nó để sự thỏa mãn tham nữa. Nên ta dừng tham, người ta dừng dục, dừng cảm thọ lạc lại. Để làm chi? Để nó không có còn hành hạ mình nữa. Mình đau khổ lắm, có gì chứ. Mình kiếm miếng ăn thôi, mình đau khổ lắm. Kiếm miếng ăn ngon, có gì biết là làm món ăn ngon, cái nó mất công, mất cán, mất tiền, mất của. Mà gọi là lủng vô cái miệng cái hết. Có nhiều người ta chuẩn bị món ăn đó cầu kỳ mà tháng trước, tháng sau, cả tháng mới được cái món ăn á. Có những món ăn trên mạng quý vị thấy người ta chuẩn bị ghê lắm. Giống hệt như là một cái món ăn mà thầy đọc của sử Trung Quốc á, là bà Từ Hy Thái Hậu diện đãi mà sứ thần Đao Binh Anh nó bằng mạng con chuột á. Con chuột bạch ăn nhân sâm gì đó, rồi con chuột đó sanh ra con chuột khác.
sinh ra 4 năm lứa tới chừng con chuột mà nó trong vắt luôn, cái mình nó trong vắt luôn đó, người ta lấy con chuột đó người ta ăn. Trời ơi là bổ dữ dằn lắm, trời thấy ghê không? Có một món ăn mà ta chuẩn bị cả năm trời, 2 năm trời, nuôi nhiều lứa, từ từ xuống tới cái lứa đó đó. Không có gì món ăn. Hoặc là món uống thôi, rượu ngâm 300 năm, cái chai rượu á là 100 năm. Bữa hổm á thầy nghe, cái này anh làm cái gì mà lắc rượu bartender hay gì đó. À, ông làm lắc đó. Tại là rượu bây giờ mắc nhất một chai nhiêu. Ông là không có rượu mắc nhất thầy ơi. Hỏi sao không rượu mắc nhất? Ông là không có rượu mắc nhất. Nó mắc thôi chứ không có mắc nhất. Ví dụ chai đó nhiều chai kia nhằm khi nó gác hơn. À, ví dụ Napoleon ngâm 100 năm nó rẻ hơn Napoleon ngâm 150 năm. Là ủa rượu có ngâm 150 năm hả? Không hết đát hả? Là không. Cái gì hết đát chứ rượu không có hết đát. Rượu ngâm chừng nào á là nó ngon chừng đó. Cho nên có những cái không hết đát. Có cái hết đát. Thứ nhất hột sòn không hết đát nè. Vàng không hết đát nè ha. Vàng không hết đát, hột sòn không hết đát, rượu xịn không hết đát. Tại mới chỉ cho có những cái không có hết đát. Gồm bây giờ cái hết đát là thầy chỉ cho. Nguyên con người mình từ đầu cho tới chân đều hết đát. Vì tin không? Đát con người mình cỡ 100 năm là hết đát. Không còn ai mà sống đát qua 100 năm chứ. Cho nên đó là 100 năm trước thì ta chưa có, 100 năm sau có cũng như không đó. Cho nên con người mình hết đát, nhà cửa mình hết đát, tài sản mình hết đát. Mua chiếc xe dầu xịn cỡ nào, Rolls Royce, Bro, Mercedes, VW, Mazda, dần dần mua đi đó, quý vị, thời gian sau à. Rồi vậy, nội đăng kiểm thôi, mà đăng kiểm cũng ngắn lần tới rồi. Giá nó tụt theo cái đường chéo của hình tam giác. Mới lần đầu mua 10 tỷ, qua năm sau nó còn 9 tỷ, cái xe đó bán lại còn 8 tỷ, còn 7 tỷ, còn 5 tỷ, còn 4 tỷ, còn 3 tỷ, còn 2 tỷ, còn 1 tỷ, thành đống sắt dụng bán mấy chục ngàn, rồi xong. À, cái chiếc xe 10 tỷ đó nó tuột theo từng năm, như vậy cái đát nó tuột đó. Giờ đó thứ nhất, hột sòn không hết đát, có mua hay mua hột sòn. Thứ hai, vàng không hết đát, có mua hay mua vàng. Thứ ba là rượu xịn không hết đát, có mua cất phải mua rượu. Mà quý thầy chỉ cho mấy cái mà không hết đát mà mua. À, quý vị, còn con người là hết đát là nhanh nhất, là con người của mình đó là hết đát nhanh nhất, mấy bữa là hết đát rồi. Hiểu chưa? 15, 16, 17, 18 tới qua hàng 3 cái là thấy hết đát rồi. Thấy không? Đâu thử coi. Hồi 10 mấy 20 người ta chạy lại đầy nhà, người ta cưới, người ta dọn, người ta hỏi, lên tới 25 bắt đầu nó giảm rồi. Rồi lên tới 30 nó giảm rồi, mà tới 40, 50 là rồi luôn, là gọi là đát, không còn miếng đát luôn á. À, mà nhà mà lột ra dán lại dán không được luôn á. À, hiểu không? À, cho nên đó là con người mà nó hết đát. À, cho nên đó là người ta biết vậy rồi đó, bắt đầu là người ta không còn chấp vào thân của mình nữa. Ta gán, người ta lo tu tập. À, quý vị cho nhầm khi nó hết đát thì cũng còn đát tu. Cái đát tu chừng nào tắt thở mới hết đát tu. Còn mà cái đát ăn chơi á, là nó cỡ mấy chục là hết đát ăn chơi rồi. À, còn đát tu là cỡ nào cũng được. À, nhưng tôi được mình nói cho vui á, cái đát là vậy. Cái đát là cái thời gian thôi gì đâu. Cái đát là D-A-T-E. Cái đát đó là tiếng Anh. Đó là thời gian, gọi là hạn sử dụng. Hạn sử dụng tức là cái thời gian thôi chứ đâu có gì đâu. Cái đát đó là thời gian. Cho nên đó, nhầm khi mình nói tới cái đát, cái mình nghĩ tới cái con vật hoặc là sản phẩm. Nhưng mà thực ra cái thời gian để nó tồn tại sử dụng thôi. Vậy con người mình có sử dụng không? Có. Sao không? Sử dụng cái thân này là làm gì? Mang giác khiêng đâu nè. Ví dụ còn đát là khiêng nguyên cái tủ này lên lầu một mình nè. Mà hết đát 3-4 người khiêng không nổi nè, tin không? Còn mà nó hết luôn á là lê cái thân mình lê không nổi nữa. Tăng cường cây gậy, mà tăng cường cây gậy rồi cũng lê không nổi nữa, bắt đầu tăng cường chiếc xe nha. Lúc mà chiếc xe lăn mà tới mà lăn hết nổi chiếc xe nữa, nó hết tới đát cao nó xuống đát thấp. À, tới mà lăn không còn nổi chiếc xe luôn á. Nói gì lăn nổi xe, tới nằm một chỗ cái tay dở không lên, nhúc nhích một ngón tay mà nhúc không nổi nữa đó. Tới mà cái đát nó cỡ đó là xong rồi đó. À, có hiểu không? Cho nên
là ở trên đời này quý vị, nó còn cái gì mà nó mãi mãi với mình hết? Nó có hai phương diện. Cái phương diện thứ nhất á là nó sẽ hư. Cái phương diện thứ hai là mình sẽ hư trước nó. Ví dụ như hột xoàn á, nó không hết đát, nhưng mà mình hết đát trước hột xoàn. Mình có ăn nắm hột xoàn nè, để 100 năm sau trở thành của người ta, tại vì mình hết đát, mình hết thời gian rồi. Thời gian sống thế gian hết thì vấn đề phải để lại đóng hột xoàn không? Để lại cho ai? Tỳ duyên à, tỳ duyên à, chứ không phải ý mình đâu, mình muốn để cho người đó nhưng chưa chắc người đó lấy được cái đó đâu. À, sau khi tắt thở rồi ai có duyên lấy được cái đó thôi, chứ không phải là mình muốn cho ai là mình cho đâu. À, có gì mình không tin hả? Không tin đâu, làm thử coi. À, có gì biết bao nhiêu di chúc giả rồi vô bệnh viện, nằm bệnh viện nó lấy vô nó lăn tay luôn. Ở ngoài quận 5 nè, nhỏ con gái viết giấy luôn, ổng đang nằm đó lăn tay ổng luôn, lấy tay ổng lăn 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 ký vô đây luôn. À, có nhiều chiêu lắm, gọi là trong kiếm hiệp gọi là giang hồ hiểm ác đó, có nhiều chiêu lắm. Nên quý vị thấy con người là gì, tham nó nổi lên nó làm đủ hết trơn á. À, nên mình nó không ngờ gì, tham nó nổi lên rồi, dục nó nổi lên rồi, gọi là cảm thọ lạc nổi lên rồi. Cho nên đó quý vị, trong đời sống có 5 cái mà người ta sẵn sàng để mà người ta làm bất chấp hậu quả của nó, đó là tài, là sắc, là danh, là thực, là thì đó. Là 5 cái loại người ta thích làm. Tại sao? Tại vì nó thỏa mãn. Loại đó làm ta sung sướng, loại đó làm ta vui. À, đó là tiền. Đó là cái đẹp, là tài sắc, là tiền, là đẹp. Tài sắc là gì đó? À, tiền và đẹp, à, thích ai đó không? Bây giờ mình hỏi là mình có thích tiền không? Thích không? Không thích sao mà đi lùi dữ gì, đi làm dữ gì, đi mài trò vô thức đêm thức hôm, trắng giợn mắt luôn kiếm tiền. Nhầm người, quý vị làm 3 ca, thầy đi qua bên Đức, có ông Phật tử đó, ông làm 3 ca. Sáng sớm không thấy, chiều tối về tới 11 giờ ông mới về tới nhà. Là trời ơi trời, sao mà ông đi làm gì đâu mà sáng sớm mà đi hồi nào tôi không hay. Ông lại con được đi từ 4 giờ sáng rồi, đi làm á, là tới gần 11 giờ ông mới về tới nhà. Ông làm 3 job, tức là làm 3 ca, 3 job khác nhau. Làm gì để kiếm tiền thôi, có cái gì mà ông làm 3 job. Trời ơi, là còn sức chứ job gì làm gì nổi, làm 3 job ngày. Ông làm á, là từ đâu 6 giờ sáng tới đâu 12 giờ trưa. Rồi làm á, là từ 1 giờ chiều cho đến khoảng 6 giờ chiều. Rồi 6 giờ chiều ông làm thêm cái từ 7 giờ tới 9 giờ nữa. Ông làm 3 job vậy đó. Ngày nào cũng làm chứ không là làm gì mới đủ tiền gửi về Việt Nam thầy ơi. Hỏi là trời ơi, là ở gia đình bộ đông lắm sao? Ông là tùm lum á thầy ơi, xin này xin kia, cất nhà hết đợt, cất nhà cất đến xin xe hết đợt, xin xe bắt đầu cưới gã người này cưới gã người kia. Ông kể hồn thấy mắc mệt luôn. Ông là phải cho mới được, không cho cũng không được, nên ông gán làm. Ông thì thấy cũng tội nghiệp. Cho nên á, người ta là thích tiền. À, người ta thích đẹp, nhu cầu mà ai không thích đẹp đâu. Ngồi quý vị hỏi là bản thân mình có thích đẹp không? Không có thích đẹp sao mà mặc đồ này đồ nọ, rồi kem rồi phấn rồi dầu gì tá lả hết trơn. Thích đẹp không? Ai mà không thích đẹp, đó là nhu cầu, không có xấu. Thích đẹp là không phải là cái tánh xấu, mà đó là nhu cầu của con người, nó bình thường lắm đó quý vị. Đẹp thì nó tốt hơn là không đẹp, vậy thôi. Thích đẹp không? Đó là tài sắc á. Người thích người ta biết tới mình không? Không có gì nói chứ hồi khoe mình nè, khoe mình là muốn người ta biết tới mình đó, là danh đó. Nói hồi khoe mình không à? Mấy cô lại đây ngồi nè. Là thầy con có 3 đứa con mà toàn là nó thi ở các cái trường toàn là hoa hậu không thầy? Ở kể nha, hồi nó học mẫu giáo là hoa hậu mẫu giáo nè. Học cấp 1 là hoa hậu cấp 1 nè. Học cấp 2 là hoa hậu cấp 2 nè. Bởi vì 3 đứa con là giống hệt con hồi nhỏ luôn thầy. Trời ơi, khen đã, hồi vớt lại câu sau đó đó. Khen con, khen nức nở, khen dữ dội lắm. Vừa tài, vừa đẹp, vừa gì đó. Có 3 đứa con gái mà khen dữ dội lắm. Khen quá trời khen 3 đứa con. Hồi mới vớt lại câu là 3 đứa con giống hệt con hồi nhỏ thầy. Đó là hiểu không? Đáng lẽ khen mình phải không? Không. À, khen đã, mấy đứa con hồi lên, mấy đứa con giống hệt con hồi nhỏ rồi hiểu. À, vậy là mình hiểu đó, tức muốn tôn mình lên. À, cầu danh đó, người ta gọi là cầu danh đó, nên trong kinh Pháp Hoa gọi là có cầu danh Bồ Tát. À, quý vị, có nghĩa là người ta muốn có nhu cầu,
để thể hiện mình, để khoe khoang mình, nên mở người ta mở miệng nói là nói về chính mình. Cho nên á quý vị, cái người nào muốn hiểu về người khác á, chỉ hỏi người ta một tăng thôi là ta hiểu hết. Tại vì ta nói về mình không, tức là giống hệt như là khỏi điều tra tự khai, đúng không? Đúng không? Tự khai trong đó có cái thiệt và cái không thiệt. Cái thiệt là sự thật, cái không thiệt ta gọi là nổ, quý vị hiểu không? Nhưng mà cái người tinh ý á, người nghe ta biết, người ta thanh lịch, ta sàng lọc cái thông tin, ta biết cái nào thiệt và cái nào không thiệt, ta biết. Người ta, cái người mà có trải nghiệm cuộc đời, ta nghe ta biết, chứ không phải là không biết. Nhưng mà ta muốn biết thông tin về mình, ta hỏi, hỏi dài dài, ta tâm sự, ta hỏi, 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 hỏi. Hồi là ra hết trơn à. À, có gì. Cho nên đi đến đâu muốn biết gì thông tin đó, chỉ cần qua ra quán cà phê trước cổng là xong. À, có gì, thầy đi đâu từ thiện gì đó, không biết gì nơi đó trơn á, rồi ra quán cà phê gặp mấy ông đa ôm á, hỏi hồi là ra à, chỉ cần tốn mấy điếu thuốc thôi à, ly cà phê. À, anh uống cà phê đi, tôi bao cho. Hút thuốc gì bao, gọi đầu muốn hỏi gì là có đó đó. Chút xíu thôi là có đó, tin không? Đâu nhiều đâu, ly cà phê dưới quê 10.000 à. À, rồi 10.000 là thông tin gì cũng có. Muốn hỏi gì thì có, hỏi mất công, hỏi người ta bực. À, hỏi người đi đường, nhưng mà khi hỏi có người ta đâu muốn nói nữa. Rồi chỉ cần ghé quán cà phê nào, quán cà phê đó bao ly cà phê là hỏi mệt xỉu luôn á, nhất là hỏi ông đa ôm á, chồng đa ôm, tại vì chạy sắt tới sắt lui chỗ nào cũng có. À, quý vị biết á, là mấy chú đa ôm á, tới vợ ông tổng thống Mỹ mà mua chiếc nhẫn gì mà ông còn biết đó, tin không? Chứ đừng có nói, chứ đừng có nói cái chuyện gì mà không biết, cái gì trên đời mà cũng biết, hay là hay, tài là tài chỗ đó. Quý vị ra quán cà phê là nó ra hết thông tin, còn hơn là cả một cái tờ báo lớn của người ta nữa. Nên á, mình thích tiền nè, à, thích đẹp nè, thích danh nè, mình thích ăn uống không? Ơi, món ăn tôi không quan trọng, nhưng mà đâu có dở cái có ăn không, quán dở có lợi ăn không? Nói chứ quán nào bán ngon mà rẻ cái là sắp hàng vô liền. Cho nên đó gọi hiệu ứng đám đông. Nên đi tới chỗ nào quý vị? Cái này thầy nói nhỏ nhỏ thôi. Thầy đi giảng thường thường phải ghé quán ăn, tại trên đường đi có chỗ ăn đâu, mà ghé mấy quán chay rồi biết quán nào ngon quán nào dở mà ghé ăn chứ. À, quý vị coi người ta quán nào đông là quán đó ngon đó, địa phương đông người ta tới, và quán nào đông là quán đó rẻ, tại vì rẻ người ta mới tới. Quý vị hiểu, ở địa phương ta biết chơi nè, cái dân dụng đó đâu cần hỏi đâu. Hai cái quán thầy đi ra ở ở ngoài Huế á, có hai cái quán gần nhau, một cái quán bán rất đông, cái quán không ai ăn chứ, mà đông mắt chen vô ăn đó, quyết định vô đám đông, quán đông ăn mà ngon thiệt. Rồi bắt đầu qua ngày sau mình vô cái quán không có ai ăn để thử coi đó làm sao, mà thiệt đúng là không ai ăn thiệt, nó vừa mắc mà nó vừa dở, quý hiểu không? Đó thì địa phương ta biết hết trơn rồi, dân ở khác xứ khác lại không biết, nhưng mà địa phương người ta biết. Cho nên mình lại thấy quán nào đông lạ lạ, lại thấy quán nào đông mình vô là vừa rẻ vừa ngon, chắc chắn 100%. Tại địa phương ta đã vô rồi, cái dân bình thường thấy dân chạy xe đạp vô, hoặc là dân chạy bình thường á, mình thấy người ta bình thường là công nhân đó, ta vô là biết đó quán là rẻ mà vô đông là ngon vậy thôi. À, quý vị đơn giản chết luôn đó, tâm lý chung thôi, cần gì hỏi ai. Rồi người ta khoái ngủ nghỉ, giống mấy ông làm công nè, thầy nói thầy mướn mà ta làm hàng rào ở chùa thôi, ở Bến Tre. Trời ơi, làm hàng rào mà làm gì đâu, có mấy tháng làm xong. Mình thì đi đây đi đó không mà bữa đó thì giả dạng dân thường bữa, có nghĩa là mình đi mà không cho ta hay á, đi xuống đừng cho thấy mình, ngồi xe ta đâu thấy mình để ý. Trời ơi, mấy ổng làm chút xíu trộn hồ chút xíu cái ngồi uống cà phê, rồi là trộn hồ chút xíu cái là hút thuốc, rồi trộn hồ chút xíu cái là lột trái cây ăn. Một ngày không có làm được cái gì hết trơn á, lãnh lương người ta một ông 350.000 ngày, mà làm ngày á, tính lương ngày á, liệt kê tính lương ngày, không có làm được gì trơn. Trộn một mẻ hồ chưa xong cái buổi sáng, có gì tin không? Một buổi sáng luôn mà ông có hai bao xi măng, mà hai ông trộn hồ mà nguyên cái buổi sáng luôn trộn chưa ra mẻ hồ. Rồi chiều mấy ông mới đổ, cũng có hai bao xi măng, là nguyên ngày bốn ông làm có hai bao xi măng đổ có chút xíu cái đà cỡ chừng 4 mét. Quý vị tin không, một ngày bốn ông thợ
trộn có 2 bao xi măng, đổ 4 cái mét của cây đà, xong bỏ sao làm tiếp. Bởi vì mình là tại sao làm gì, trong khi một mình thầy á, có thể làm 1 tiếng đồng hồ thầy làm được cái đó đó, một mình thôi không có nhiều, trộn hồ đổ luôn đó, một mình làm 1 tiếng đồng hồ không tới tiếng thứ hai, mà 4 ông làm đứt ngày luôn. Bởi vì mình ở trên xe mình ngồi mình mới biết được nguyên nhân tại sao mà nó kéo dài, tại người ta thích nghỉ. À, con người ta làm thích nghỉ vậy thôi. Học sinh nè, đi học mà nói nghỉ cái la sùm lên trên khoái đó là người ta thích nghỉ, người ta thích ngủ, không có gì. Trời ơi, chút xíu buồn ngủ xíu ngủ, nhưng mà nói quý vị nghe, ngủ nhiều không có tốt. Tại cơ thể buồn ngủ là nó có vấn đề đó. Ngủ để làm chi? Để nó nghỉ. Nghỉ để làm chi? Để nó recharge, nó phục hồi lại cơ thể. Cho nên cái cơ thể mà nhu cầu mà ngủ nhiều quá là cơ thể mình có vấn đề đó, đi khám bệnh đi. À, quý vị, là nó bị mỏi mệt đó, mà mỏi mệt là nó có vấn đề. Nó có problem ở trong đó đó, nó mỏi mệt đó. À, cho nên mỗi khi cơ thể mỏi mệt đó là hãy đánh dấu hỏi nó đi. Chứ không phải là tự nhiên nó mỏi mệt đâu. Nó có vấn đề hết á. Mình biết nguyên nhân thôi, không biết nguyên nhân mình đi khám bệnh. Còn biết nguyên nhân, ví dụ là làm gần chết đào đất mệt phải rồi. Không hiểu không? Hoặc là làm bữa nay làm suốt ngày đứng không mệt phải rồi. Nhưng mà mình không có làm gì hết mà vẫn mệt. Thì có vấn đề. Là nó có yêu cầu cho mình ngủ. Là có vấn đề. Nghỉ có vấn đề, là tại không có làm gì mệt chứ mà nó mệt. Còn làm nó mệt là bình thường. Chứ có nhiều người là trời ơi sao mà con chạy bộ cấp này con chạy mệt quá thầy. Thì mà chạy mà không mệt sao được. Không chạy nó không mệt thì đúng rồi, mà chạy nó mệt. Như vậy thì cần phải nghỉ ngơi. Là tại sao hồi đó đó con chạy 5 cây số buổi sáng mà con không mệt. Mà bây giờ á con chạy con 1.5 cây số mà con mệt quá thầy, con thở quá thầy, thầy coi bệnh giùm con ơi. Cái thầy hỏi là hồi đó là nhiêu tuổi, là hồi đó hồi 10 mấy 20 á, còn giờ nhiêu, giờ mới 60 mà. Trời ơi, 60 chạy 1.5 cây số cũng là hơn người ta rồi. Quý hiểu không? 60 mà chạy được 1.5 cây số là ngon rồi. Còn hồi đó 20 tuổi thì chạy 10 cây số, 5 cây số là chuyện bình thường lúc sức trẻ. Còn giờ 60 mà chạy được 1.5 cây cũng ngon, khỏi có bệnh đi. Chứ mà là nếu bệnh chạy không nổi 1.5 cây đâu. Quý hiểu không? Cho nên mỗi người mỗi khác. Cho nên sự nguy hiểm của dục tham, sự nguy hiểm của cảm thọ làm cho chúng ta tạo nghiệp. Và nghiệp quả đó sẽ làm ta đau khổ về sau. Và chính nó lại tăng cường cái độ vô minh ở trong tâm mình. Cho nên đó, người ta thấy được điều đó rồi, người ta quyết định, người ta rời xa nó, người ta tu thiền sắc giới. Có nghĩa là bắt đầu là chúng ta sẽ hướng tới tâm đáo đại. Tâm đáo đại tức là cái tâm của thiền sắc giới và thiền vô sắc giới. Thì bữa sau chúng ta sẽ học mà tiếp cái phần đó, gọi là cái tâm đáo đại của thiền sắc giới và thiền vô sắc giới.